này chính để thế này à, nhưng mà không được nhỉ, định cho cái tấm chính ra cho cái tấm ấy vào giữa này này. Ừ, còn cái chở sau cùng cũng được, chở nó nhẹ thật đấy. Không, nhưng mà như thế này thì nó lại chèn được, ý anh là thế à, nhưng mà thôi không được. Bởi vì cái kia nó có một cái khắc như này, nó rách hết nhá. Ok, thế này là hợp lý đấy. Hay là cái thanh này để chuyến sau, thay để chuyến sau để chống luôn à, có phải không? Đây rồi, đây. Đấy, anh em lên trên này mà. Chẳng từ bên này sang bên này. Hay thôi, cái thanh này mang đi. Cái kia đéo để làm gì đâu. Đấy, chọc thế, rơi sao được, đúng không? Chọc thế sao rơi được. Ok.